Quyển 1 Chương 1 Xuyên qua dị giới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bỗng nhiên, giữa thiên địa cuồng phong mãnh liệt, vạn tượng kỳ lạ, mau vận hàng cảm giác được mình bị bóng tối cắn nuốt, hầu như để cho nàng mất đi thần thức, hít thở không thông, đau đớn, khổ sở từ trong thân thể, sâu trong bóng tối đột nhiên thoáng hiện một đạo hồng quang, theo bản năng nàng lấy tay che đi ánh án, con mắt lạnh lùng hiếp lại, nàng cảm giác được toàn thân một trận đau đớn dần dần nàng mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Cổ ma cấm địa chỗ nguy hiểm nhất của vạn thú xâm lâm, cấm địa 4. Phía có đếm không hết các ma thú bảo vệ, nhân loại muốn tiến vô cũng không phải chuyện dễ, dĩ nhiên, cổ ma cấm địa danh cũng như tên, người chết nghe tên miệng không khỏi giật giật, đâu, mau vận hàng sau khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức như kim châm sát muối, kinh hoảng vì trong đại não mau vận hàng xuất hiện những ký ức xa lạ, nàng sống, không những sống linh hồn xuyên qua một thế giới xa lạ hoàn toàn không có trong lịch sử. Dị giới với tên gọi thương khung đại lục, mau vận hàng thanh tịnh trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm đã ập tới bên người, nàng nhìn không được ở trong lòng rủa thầm một câu, với giác quan nhạy bén của mình, thân thể theo bản năng né tránh công kích. Mắt lé sáng mau vận hàng tránh thoát được móng vuốt công kích của huyển thú, huyển thú hai mắt sắc bén đầy kinh ngạc nhìn nàng. Lại còn không chết. Huyển thú kinh ngạc nói rằng, trước đó nó rõ ràng cảm giác được mao vận hạng không có khí tức không nghĩ tới nàng cư nhiên né tránh được đoàn công kích của nó đang muốn tiến lên công kích thêm lần nữa móng vuốt chưa kịp đụng tới nàng liền bị nàng né tránh đi chứng kiến mao vận hàng ánh mắt sắc nhọn nhìn nó toàn thân huyễn thú rung một trận mao vận hàng vừa tỉnh lại tức khắc nhìn thấy một con quái thú đầu người thân ngựa có hổ văn miệng nói ra tiếng người đè xuống cảm giác kinh hãi mao vận hàng lạnh lùng hỏi Ngươi là ai? Huyễn thú nhất thời giận dữ, ý gì? Tôn quý như nó, lúc nào để nhân loại khinh thường? Nhìn thiếu nữ xấu xí trước mặt, trong mắt huyễn thú lộ ra sát ý nồng nặc, hư một tiếng, thấy có sát ý trong mắt huyễn thú, mau vận hàng chỉ thấy linh quang lóe lên, huyễn ảnh hóa thành nhất đạo tinh quang hướng nàng phóng tới, mau vận hàng sợ hãi, tốc độ như vậy nhân loại không thể so sánh, huyễn thú còn không có nhào tới nàng, theo bản năng làm ra một động tác phòng ngự động tác còn chưa hoàn thành, nàng tự giật mình, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Mau vận hàng mới giật mình phát giác. Thân thể của chính mình bất đồng dĩ vãng, chuyện gì xảy ra, đột nhiên, mau vận hàng trong đầu hiện lên một đạo linh quan, một đoạn không thuộc về ký ức trào vào trong đầu nàng, mau vận hàng nhìn không được sổ một câu thô tục, còn chưa kịp thanh lý trong đầu đó cái gì, đầu kia huyễn thú đã đi tới trước mắt, bởi vì không quên thuộc với tình trạng thể lực hiện tại, không có thời gian sắp xếp những thứ trong trí nhớ mắt thấy huyễn thú công kích sẽ hạ xuống. Mao vận hàng trong lòng rối thành một. Đoàn, nếu như bị huyễn thú như thế rạch một cái, nàng không chết cũng lột da, ngay tại thời điểm ma trảo của huyễn thú phóng về phía Mao vận hàng, trên người nàng đột nhiên nổi lên một trận tử quan, thấy được tử quan, huyễn thú nhất thời dừng công kích kinh ngạc địa nhìn Mao vận hàng, ngay tại thời điểm tử quan bao lại Mao vận hàng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ đích thất tinh trận mũi nhọn, trận mũi nhọn lóe cao quý chính tử quan hào quang xoay quanh trên đầu trên đầu. Mau vận hàng vài vòng, khắc ở giữa trán của nàng trong lúc đó liền biến mất không thấy đâu. Thấy vậy, huyển thú nhìn chầm chầm mau vận hàng một cách sâu sắc, nếu nó đoán không sai chính là huyển thú nghĩ muốn không rõ. Cái xuống nữ nhân yếu kém đích cùng nhân loại cường đại kia có liên quan, ngay thời điểm huyển thú ngay người, mau vận hàng giảng lược lại một chút trí nhớ trong đầu, nguyên lai, like, cái thế giới này là của những người tu chân, nơi cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, mạnh hiếp yếu. Thương Khung Đại Lục hoàn toàn bất đồng với thế giới mà nàng sinh sống thế kỷ 21, hiểu được bối cảnh của thế giới này, Mao Vận Hàng phát đau, nơi đây là nơi nào, mình đang ở đâu? Mao Vận Hàng nhìn một chút thân thể của chính mình, nàng sửng sốt dáng người đã muốn không còn nữa tồn tại, hiện tại hoàn toàn là một cô gái tầm 13-14 tuổi, về sau cho dù tìm được hắn còn có thể nhận ra nàng được sau, hiện tại, ở thế giới này nàng là đích nữ của Mao gia, mà Mao gia ở Thương Khung Đại Lục có địa vị rất cao, Gia Gia là vị trưởng của học viện khâu lợi, phụ thân Lan Đức tướng quân đế quốc, họ những người được coi là thiên tài nhưng chỉ có nàng sinh ra đã là phế vật không thể tu luyện, xấu xí lại vô năng là nỗi sĩ nhục cho gia tộc, nguyên nhân chính là vi nàng vô năng, cho nên tỷ tỷ mau vận văn cùng cấp lợi tư học trưởng học viện đem nàng vào vạn thú xâm lâm, lừa nàng vào cấm địa cổ ma, ý đồ làm cho các ma thú vạn thú xâm lâm đem nàng giết chết. Nàng nghĩ không ra, ban đầu Mao Vận Hàng là như thế nào vào cổ ma cấm địa, nhưng nghĩ tới những người đó hại mình, Mao Vận ánh mắt lạnh lùng lộ ra hàng quan hiện tại, khối thân thể này của nàng, Mao Vận Hàng có cừu báo cừu, có oán báo oán, những đã hại nàng, nàng sẽ trả lại cho họ gấp trăm ngàn lần, huyện thú nhân diện mã do dự nhìn Mao Vận Hàng, tử quan trong mắt nàng đại biểu cho điều gì? Rốt cuộc có nên giết nàng hay không? Chính nhân loại này đã xông vào cổ ma cấm địa, Mao Vận Hàng theo trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Huyễn thú, nàng chỉ biết Mao Vận Hàng trước kia là bị ma thú này giết chết, Mao Vận Hàng ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn nhìn vào huyển thú, nàng lạnh lùng hỏi, người giết nàng, Huyển thú chống lại ánh mắt sắc bén của Mao Vận Hàng, cảm giác toàn thân máu huyết đều sôi trào, nó lạnh lùng nói. Nhân loại muốn báo thù sao, Mao Vận Hàng không nói, dùng thực tế hành động để chứng minh nàng muốn làm gì. Thân hình nho sinh vừa động lắc mình hướng huyện thú đánh tới, cho dù nàng không có đấu khí cùng huyền lực, dự vào thân hình nhanh nhẹn, nàng cũng muốn cho huyện thú này thử mùi đau khổ, huyện thú thấy nàng ngay trước mắt liền ngẩn ra, cận đánh, nàng là chiến sĩ, thân chỉ một cái chiến sĩ nhỏ nhoi, trên người cương nhiên một chút đấu khí đều không có, nàng nghĩ chỉ dựa vào thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn thì có thể chống cự được nó sao, quả nhiên chuyện nực cười ưn. Mau vận hàng còn không có đụng tới thân. Thể huyện thú, thì trên người huyễn thú nổi lên một đạo kim quang, kim quang mang theo lực lượng cường đại, đem mau vận hàng đánh bay ra ngoài, mau vận hàng trừng lớn hai mắt, trong mắt hàm chứa cuộc cường cùng không cam lòng, huyễn thú phát ra kim quang uy lực rất mạnh, mau vận hàng bị đánh bay xa, cảm giác toàn thân đều ở đau đớn, gần như hết sức chịu đựng, nàng gần như muốn ngất đi, nhân loại, cầu xin tha thứ đi, hướng cầu lão tử cầu xin tha thứ, lão tử sẽ không giết ngươi, huyễn thú giọng nói đầy khinh bỉ mão vận hàng chết lạnh nhìn huyễn thú, nàng nhấn mạnh từng âm từng chữ nói. Nằm mơ, nàng thế kỷ 21 đặc công không thất bại lần nào, âm hiểm biến hóa toàn năng sát thủ, như thế nào hướng một con súc sinh cầu xin tha thứ. Sĩ khả dết, không thể nhục, huyễn thú thấy nàng khẩu khí cường ngạnh, rốt cuộc bất chấp tử quan khi nảy, miệng chỉ thấy mộ đạo hỏa diễm cường đại phóng ra, ầm, mau vận hàng thân hình mảnh mai bị đánh bi ra ngoài, khoảng khắc gần mất đi ý thức nàng nhớ tới cổ tu, cổ tu, ngươi ở đâu, tại sao lại như vậy, nếu đã đến thế giới này, nếu nàng còn sống, nàng nhất định phải trở nên cường đại, đứng trên đỉnh cao của đại lục, nhất định phải tìm được cổ tu. Ở Mao Vận Hàng đã hôn mê đích trong nháy mắt đó, chung. Quanh không khí đột nhiên biến đổi, một cổ uy ấp khổng chụp xuống, khiến cho cảnh vật xung quanh hầu như bị biến dạng, nhân diện mã huyễn thú đột nhiên dừng động tác, kia cao ngạo ánh mắt lộ ra sự quan mang anh chiêu dừng lại một đạo âm thanh ôn hòa vang lên danh gọi anh chiêu chính huyện thú nhất thời dừng động tác cung kính cúi đầu chờ đợi chỉ thị chút ý phản kháng cũng không có anh chiêu ngươi muốn đi ra ngoài sao kia thanh âm đột nhiên hỏi anh chiêu ma thú rất mực trung thành tính cách khôn khéo cẩn thận nguyện vọng lớn nhất của nó chính là chu du tứ hải hắn bị nhốt trong này thật sự làm khó hắn anh chiêu ngẩn ra nó ma thú cấm địa đích thủ hộ thần thú nó có thể đi ra ngoài sao, thời điểm anh chiêu nghi hoặc, âm thanh thanh kia lại vang lên. Nếu như nàng, người có thể đi ra ngoài. Anh chiêu do dự nhìn mau vận hàng, nhớ tới tử quan lúc trước, chẳng lẽ, nàng thật sự cùng thường nhân có chỗ bất đồng. Đi ra ngoài đi, đi thủ hộ nàng, thanh âm ôn hòa hạ xuống. Anh Chiêu cùng mau vận hàng đích bốn phía đã bị một cổ năng lượng khổng lồ bao vây lại, anh Chiêu cảm giác được một vần sáng vây quanh, đột nhiên bị một cổ cường đại năng lượng mạnh mẽ cùng mau vận hàng tiến hành khế ước, anh chiêu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, nó cùng mau vận hàng dưới chân nhấp nhoáng một đạo ngũ tinh trận, hỏa diễn trên ngũ tinh trận sáng lên, ngũ tinh trận hoàn thành, nó cùng mau vận hàng đạt thành khế ước. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.